Dạ, hello em xin chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay em sẽ có một cái video sale lớn cho cô chú anh chị mình luôn. À, đầu tiên á thì em sẽ có một cái combo các sale thanh lý cho cô chú anh chị mình có thể sưu tầm lấy giống về trồng chơi. À, cô chú anh chị nào mà mới mới trồng mình có thể sưu tầm những cái này về trồng khá là ok nha. À, cô chú anh chị nào mà quan tâm thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357. đó là số điện thoại của em hoặc à, cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo cho em nha cả nhà à, đầu tiên em sẽ chia sẻ một cái combo các tem thanh lý giá rẻ cho cô chú anh chị mình gồm có một chậu Amazon như thế này cây này là cây thuần chậu đó cây đang phát triển rất là tốt luôn Amazon và một chậu thứ hai cây này là cây bách cha ra bách ra đi lai đó cây này là bách cha đi lai đi lai một cái cây hoa màu vàng lưỡi đỏ cây này thì hôm trước em có bán vài cây có nụ rồi cả nhà đó là nó cùng lô với cái này nhưng mà cái phần này á cái cây này á thì đợt trước cái lô của em nó nhiều cho nên là em có tách chiếc nhân giống rồi đó thì đôi khi trong chậu á, nó sẽ có một nhát cắt như thế này đôi khi trong chậu nó sẽ có một nhát cắt như thế này à, cô chú anh chị mình lưu ý giúp em ha cây đang phát triển rất là tốt đây nè đây là thân đầu thân tơ nó đang lên nè rất là khỏe luôn nè đó à, bắt cha đi lai à, em chia sẻ combo hai chậu thanh lý như thế này chỉ với giá là 230 mươi ngàn em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn rất rất là rẻ luôn cả nhà nếu mà cả nhà tính ra 230 ngàn Thì mỗi chậu chỉ với giá 115 ngàn Mà cô chú anh chị mình đã được bao ship luôn rồi Nếu mà tính hết tiền ship rồi giấy đồ gói đồ này kia cả nhà Hai chậu này em lấy về lại chưa được 200k nữa Em bán để em thanh lý em dọn vườn dọn bớt chở trống Để em trồng loại mới nha cả nhà Đây đó hai chậu như thế này 230 ngàn bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rất là rẻ và rất là đẹp. Amazon với lại à à đi lai Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em. 230k thôi nha cả nhà. Em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn rồi. à, cô chú anh chị nào mới trồng á mình có thể là sưu tầm về trồng thử khá là ok luôn. Tiếp theo ở đây em sẽ sale thêm cho cả nhà mình một cái combo à, kiếm combo kiếm cái này á là cái dòng kiếm va nha cả nhà à, combo hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình đó là gồm có hai loại đây là cây à, vàng tây ninh kiếm vàng tây ninh và đây là cây kiếm vị hoàng đó hai cây này thì em chia sẻ trên kênh à, cũng một và về nếu mà tầm khoảng cỡ 3 à, tháng trước tầm cỡ 3 tháng trước thì cái kiếm này nó nở vườn em rất là nhiều và trên kênh em cũng có quay khá là nhiều về cái kiếm rồi ha. Đó. À, em cũng sale thanh lý để dọn bớt chỗ cho nó trống ha. Thì hôm nay chia sẻ cho cả nhà mình một cái combo hai cụm như thế này. Đây, đang rất là nhiều thân luôn nha. Đó, mầm tơ thân tơ nó lên rất là nhiều. Cái này về cô chú anh chị mình trồng vô chậu. Đó, chơi rất là đẹp nha. Kiếm mình trồng chơi cũng khá là ok nha cả nhà à, combo em chia sẻ đây đang rất là nhiều thân luôn này à, 3 bốn thân vô một chỗ nha cả nhà cụm nào cũng vậy ba bốn thân hết à, một cụm vị hoàng và một cụm vàng tây ninh như thế này combo combo hai loại luôn đó combo hai loại như thế này à, chỉ với giá 135 trăm ba ngàn và em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn không có uh, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn không có giá ở đâu rẻ bằng em bán luôn đó và cây này là cây tách chiết cho dù em có bán rẻ bao nhiêu này nữa em vẫn bảo hành mặt hoa đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha đó cô chú anh chị nào mình ấy thì mình có thể lướt xuống cái video tầm ba bốn tháng trước mặt bông ở vườn em nó nở nở rất là nhiều đây là những cái chậu nó đã nở nó tàn bông nè đây nè cả nhà thấy cần bông nó không đây nè đó đợt trước em quay chia sẻ rất là nhiều cần bông kiếm vị hoàng và vàng tây ninh ở vườn em nó nở rất rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em hai cụm như thế này chỉ có 135 trăm ba ngàn thôi đó, và em bao phí ship cho cô chú anh chị luôn đó, cô chú anh chị mình được miễn phí ship luôn về mình trồng chơi khá là ok cô chú anh chị nào mà mình mình mình, mình 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 chơi nói chung là mình chơi nhiều loại nhiều loại nhiều dòng á mình chơi lan rừng lan cát lan đen rô đồ này kia mình có thể là sưu tầm về kiếm Siêu tầm thêm kiếm về mình trồng nó cũng rất là đẹp và rất là thơm nha cây kiếm á, nở bông ra ở vườn em 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 cảm nhận là cái mặt bông nó cũng khá là thơm đó cô chú anh chị mình chơi cũng khá là đẹp à, mình trồng kiếm thì mình có thể là chơi về cả thân lá và chơi về cả hoa luôn nha cả nhà rồi tiếp theo sau đây á em sẽ sale cho cô chú anh chị mình một số mặt hoa các siêu tầm để cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm nha đầu tiên ở đây em có một cái hướng cây 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 uh, mã số là ừ. cái này em, em, đây đầu tiên em sẽ sale cho cả nhà mình một cái cây tím nó em cây tím nó em đó hướng em chia sẻ là hướng một thân đầu zin đã lên măng như thế này tím nô nen à, giá cực kỳ em cho cô chú anh chị mình luôn 650 k em bao ship cho cái thân này một thân duy nhất đang lên mầm rất là khỏe luôn và một giá duy nhất trong video hôm nay 650 000 em bao ship. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em tím nô nam. Cây này bông rất là to và cái màu của nó cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đó, cây đã thuần chậu, đã lên măng cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Giá sale cực kỳ rẻ luôn, 650 000 Bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. á cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Cây này thì bông nó cực kỳ to và cái khuôn bông nó rất là tròn và dạng của nó là màu màu nó gọi là tím nô nem nhưng mà nếu mà ở ở ở ngoài trời đang có nắng như này nè thì cô chú anh chị mình nhìn vào cái bông á nó sẽ dạng là tím đỏ đó nó sẽ là dạng là màu tím đỏ còn mà ở trong mát á thì nó sẽ thiên về cái màu tím nhiều hơn đó À, cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em nha cả nhà tiếp theo ở đây em chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng 149 hai thân đầu nguyên zin 149 đỏ cây này là cây được lúc trước em sổ ra ở cái cái dòng 149 á cây này là sổ tại vườn em luôn đó à, hai thân đầu zin khuôn bông cây này cũng rất là tròn và màu đỏ cây này á, là nó dạng là màu đỏ đậm luôn hai thân này sale cho cô chú anh chị mình với giá 700k em bao ship một giá duy nhất trong video này thôi và những cái cây mà em đã sale rồi á thì em sẽ không bớt giá nữa cô chú anh chị mình thông cảm giúp em nha đó cô chú anh chị nào cảm thấy ok có thể sưu tầm được thì mình liên hệ với em nếu mà cả nhà cảm thấy uh, uh, giá không ok hoặc là mình cảm thấy chưa yêu thích mặt bông này thì mình có thể chờ những cây khác mình cảm thấy yêu thích hoặc là giá cả ok hơn thì mình có thể là liên hệ với em tại vì giá hiện tại em đã sale rồi thì em sẽ không giảm nữa đó 700k cho cái hướng 149 đỏ và cây hiện tại đang phát triển rất là tốt và rất là khỏe đã ấm chậu rồi rễ nó ra nè cả nhà đó cả nhà thấy cái bộ rễ không đây rễ nó rất là to và rất là khỏe luôn đó À, rồi, tiếp theo ở đây em có một cái hướng HC46, HC46, một cái cây hoa màu cam. Hiện tại hai thân em chia sẻ là hai thân đầu nguyên dinh. HC46 Hướng này em sale cho cả nhà mình luôn 600k em bao ship 600k em bao ship cho hướng này HC46 Một cái cây hoa màu cam Hoa rất là to Cây này hoa to và cái màu cam nha cả nhà Hoa nó là dạng màu cam Hoa màu cam rất là đẹp HC46 Hai thân đầu jean Đã ấm chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi đó, Cô chú anh chị nào mà quan tâm Thì liên hệ với em đó à, Cây hiện tại đã trồng ấm chậu Đây đang phát triển rất là khỏe và rất là đẹp luôn à, Cô chú anh chị mình mua về á, Cô chú anh chị mình hay hỏi em là Mấy cái dạng là khoang khoang trên lá này Là như thế nào Thì á, em báo với cô chú anh chị mình luôn ha Là những cái dạng khoang trên này nè Khoang lá này nè Là hiện tại là em xịt uh, thuốc nấm Xịt thuốc nấm Em hay dùng cái loại kin kin bun á, Kin kin bun cái loại đó cả nhà pha ra thì nó sẽ là dạng nước màu xanh cho nên khi xịt á, nó sẽ bám lên trên lá như thế này đó nó là dạng thuốc nấm thôi nha cả nhà nó không ảnh hưởng gì về cây hết tại vì thuốc nấm là để phòng trống phòng phòng chống bệnh cho cây phòng chống bệnh cho cây đó mùa này là mùa mưa thì cả nhà nên nên xịt thuốc nấm nên xịt thuốc nấm thuốc nấm á, thì cả nhà có thể dùng là loại là kim kim bun hoặc Cả nhà dùng loại RIDOMINGOL RIDOMINGOL à, Đó Hai loại đó Thường là em hay dùng hai loại đó Còn à, cô chú anh chị nào dùng loại khác cũng được Tùy thôi Tùy theo cả nhà Thì mình có thể là nhìn trên cái nhãn hiệu của nó Nó dùng để trị à, Chống thối nhuẩn Đó Chống đen thân đồ này kia Thì cả nhà có thể xịt được ha Đó à, Rồi Cái hướng này Hướng này mới nãy em nói là sale là 600k Đúng rồi, 600k cho cái hướng này Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em HC46, 600k thôi Một cái hướng giá rất là đẹp luôn Rồi, à, tiếp theo ở đây có một cái hướng 40 Vũng Tàu nè Hướng 40 Vũng Tàu này á, thì em chia sẻ với giá là 1.100k Em bao ship cho hai thân đầu zin 1 triệu mốt cho hai thân đầu zin hiện tại đang xuống rễ nha cả nhà đó rễ tơ rễ non nó đang ra khá là nhiều luôn đó cả nhà thấy không? đây hướng đang xuống rễ 1 triệu mốt cho hai thân đầu nguyên dinh Cái này là hai thân đầu nguyên dinh đã trồng sẵn cho cô chú anh chị mình luôn rồi đang bắt đầu xuống rễ rất là khỏe luôn 40 Vũng Tàu thì nó quá quá là đẳng cấp rồi cả nhà cây này thì cực kỳ đẳng cấp rồi đó 40 Vũng Tàu á, bông nó rất là to hoa to màu đẹp và khuôn bông cực kỳ tròn cây này á, nó nở ra lúc nào thì nó cũng đẳng cấp rồi cả nhà. Đó cô chú anh chị nào mà mới Nói chung là cô chú anh chị mình mới chơi á thì mình nên sưu tầm những cái cây mà đã có tên tuổi sẵn như thế này. Đó, sau này á mình sẽ dễ trao đổi giống lại hơn và nó đã khẳng định sẵn tên tuổi nó rồi thì nó nở ra lúc nào nó cũng đẹp và lúc nào nó cũng đẳng cấp cả nhà khỏi phải suy nghĩ nữa cả nhà đó rất là đẹp và rất là giá trị luôn đó 1 triệu một triệu mốt cho cái hướng này hai thân đầu zin à, cô chú anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em nha cả nhà à, cuối cùng trong cái video hôm nay em chia sẻ một cái hướng cây sun set sale lai tướng màu da lương à, hướng này thì em chia sẻ là hướng một thân đầu nhưng mà hiện tại là nói chung là hướng này á, là hướng có khai thác một thân nhưng mà có khai thác à, phía bên này thì em đã khai thác rồi nè cả nhà đó bên này thì nó đã lên măng và nó đã ấm chậu rồi hướng đã ấm chậu khỏe rồi nha cả nhà hướng này em chia sẻ với giá là 1.700k 1.700k cho cái thân đầu ấm chậu đang lên măng như thế này Sunset xét xeo lai tướng màu da lương cây này hoa cực kỳ đẹp hoa cây này á nó đạt à, 14 14 hơn 14 cm á cái màu của nó thì nó dạng là màu giống như kiểu da lương á cả nhà cái da con lương nó kiểu như thế nào thì cái màu cây này nó như vậy cho nên là khi sổ ra anh em hay đặt tên cho cây này á là cây sun set sale lai tướng màu da lương á một bảy trăm k cho cái hướng này bao ship cho cô chú anh chị mình luôn cô chú anh chị nào mà quan tâm thì có thể là gọi trực tiếp theo số điện thoại của em hoặc có thể nhắn tin qua zalo của em rồi, em xin chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác. Em sẽ chia sẻ thêm nhiều cái mặt hoa nữa để